Pep Guardiola đã từng chia sẻ một câu chuyện khá thú vị khi được bổ nhiệm vào ghế huấn luyện viên trưởng của Barcelona vào năm 2008. Tôi còn nhớ rất rõ những gì Messi đã nói với tôi vào năm 2008. Sau 2 đến 3 ngày luyện tập cùng cậu ta, thì Messi đã đến và nói với tôi rằng tôi muốn chơi bóng cùng cậu ấy. Tôi đáp lại, khi đã có rắc rối, lập tức cậu ta sẽ ở đó và giải quyết. Cậu ta sẽ làm mọi thứ cho đồng đội. Ai mà lại được Messi đánh giá cao đến như vậy? Nó chỉ là một anh chàng cao lêu nghêu với đôi chân gầy tong teo, sở hữu tốc độ của một chiếc Fiat đời cũ, phong cách chơi bóng thì đồng đỉnh, đơn giản và chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, chính sự đơn giản tới mức tầm thường ấy đã được anh trở thành một trong những cầu thủ đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá. Một ngôi sao đã trở nên vĩ đại theo cách đơn giản nhất. Nó lột tả đầy đủ và chính xác nhất câu nói cực kỳ nổi tiếng của huyền thoại Johan Cruyff: chơi bóng đá rất đơn giản, nhưng chơi bóng đá đơn giản lại chính là điều khó khăn nhất. Chàng trai được nhắc đến trong câu chuyện này chính là Sergio Busquets.